Năm 2023 là một năm đại thắng của lực lượng cán bộ công an khi đã tóm giữ được rất nhiều đối tượng, tự xưng là giang hồ gây náo loạn trật tự an ninh xã hội với hàng loạt phi vi gây rúng động dư luận. Mới đây nhất, phải kể đến việc công an quận Hà Đông đã tóm gọn được hai đại bàng cộng cán, gây ra vụ mâu thuẫn rồi hành hung, khiến một người bị thương nặng, cả tuyến phố náo loạn. Ngày 25 tháng 11, công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết Đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Sơn, tức Sơn Thảo Nứa, Nguyễn Tiến Đạt, tức Đạt Đồng, Nguyễn Văn Khiêm và Trần Mạnh Toàn để điều tra liên quan đến vụ xô xát khiến một người bị thương. Trước đó, tối ngày 23 tháng 11, Công an quận Hà Đông nhận tin báo về việc tại tuyến phố Quang Trung, phường Quang Trung xảy ra vụ xô xát, gây mất an ninh trật tự. Vào cuộc xác minh, Công an xác định có hai nhóm tham gia hỗn chiến, đánh nhau do Sơn Thảo Nứa và Đạt Đồng cầm đầu trong đó có nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trong diện quản lý. Đến dạng sáng ngày 24 tháng 11, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu. Ngoài ra, công an quận Hà Đông xác định nhóm Sơn Thảo Nứa còn có Nguyễn Quốc Phong, Trần Mạnh Toàn, còn nhóm của Đạt Đồng có Nguyễn Văn Khiêm, Đào Cư Luân. Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận tối ngày 23 tháng 11, nhóm của Sơn Thảo Nứa đang ngồi ăn tại quán phở thì nhóm của Đạt xuất hiện trong tình trạng say xỉn. Sau đó, Đạt nói giọng thách thức thì lập tức Sơn đã đứng dậy, đi đến chỗ Đạt. Tại đây, hai nhóm bắt đầu hỗn chiến, cầm bát, cốc thủy tinh, điếu cày, xô sát nhau gây náo loạn khu dân cư. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an đến hiện trường. Vụ việc khiến Phong bị đánh thương tích nặng vùng đầu, chấn thương sọ não. Được biết, Sơn Thảo Nứa, Đạt Đồng là các đối tượng giang hồ, dân anh chị. Trong đó, Sơn có ba tiền án về tội gây dối trật tự công cộng và đánh bạc bố tiền sự về hành vi đánh nhau và gây dối trật tự công cộng. Còn Đạt có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng, một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.